Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin giải mã nụ cười bí ẩn của bà Dũng trong lễ tang của cố Tổng Bí thư Trọng. Ngày 21 tháng 10, Quốc hội đã bầu Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm Chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm, với mục đích để Tổng Bí thư Tô Lâm toàn tâm toàn ý trong việc lãnh đạo đảng. Cố Tổng Bí thư Trọng sau hơn 13 năm với 3 nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư vẫn không thể chuẩn bị được nhân sự kế cận mình. Sự ra đi đột ngột của ông đã tạo ra một khoảng trống quyền lực. Hình ảnh cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Tại sao lãnh đạo cấp cao Việt Nam lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực? Chưa từng thấy trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng loạt lãnh đạo cấp cao thuộc hàng tứ trụ bị rớt đài. Riêng chức chủ tịch nước đã thay đến 4 người. Việc ông Lương Cường trở thành tân chủ tịch nước được đánh giá là một động thái ổn định hệ thống chính trị Việt Nam sau một thời gian dài hỗn loạn. Người ta hy vọng sự cân bằng quyền lực giữa hai phe quân đội và công an sẽ ổn định chính trường để đất nước phát triển. Kể từ khi ông Tô Lâm trở thành nhân vật nắm giữ quyền lực tối cao trong đảng, người ta thấy cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện trên báo chí với tần suất dày đặc hơn. Trong các sự kiện chính trị lớn, ông bà Dũng luôn ngồi ở vị trí trung tâm. Điều đó chứng tỏ thế lực chính trị của ông đã và đang trở lại. Hình ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kể từ năm 2016, ông bà Dũng bị buộc phải rút lui về làm người tử tế trước các áp lực của Tổng Bí thư Trọng và phe cánh. Người ta thấy từ đó ông ít xuất hiện ở chính trường, có vẻ như ông dành thời gian an hưởng tuổi già, vui vầy với con cháu và gia đình. Nhưng ít ai biết ông và bộ tham mưu của ông đã âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch trở lại chính trường như ngày hôm nay. Trong tang lễ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một sự kiện được tổ chức trọng thể, nụ cười bí hiểm của ông bà Dũng đã trở thành tâm điểm của công luận. Người thân cận của ông Dũng mới đây đã tiết lộ lý do ông mỉm cười khó hiểu giữa dàn quan khách tay to mặt lớn, vì ông cho rằng ông Trọng không thể ngờ trong thời gian ở ẩn, ông bà Dũng hàng ngày đều được báo cáo về nhất cử nhất động của tất cả lãnh đạo cấp cao trong đảng để kịp thời đưa ra các đối sách. Trong ý nghĩ của ông bà Dũng, ông Trọng cả đời lao tâm khổ tứ, chạy theo hư danh phù phiếm, lúc nào cũng sợ ông Dũng nổi trội hơn. Tổng Trọng đã cho tay chân dựng chuyện cố ý bôi nhọ làm mất uy tín và thanh danh của ông Dũng. Nhưng cuối cùng, trong suốt gần 3 nhiệm kỳ, với quyền lực tối thượng và quyết tâm sắt đá, với bộ máy thanh tra, kiểm tra, điều tra hùng hậu cùng phe cánh, ông Trọng vẫn không thể phát hiện được bất kỳ vi phạm nào để đưa ông bà Dũng vào lò. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, Tổng Bí thư Trọng đã không có một ngày hưởng thụ cuộc sống vui thú điền viên. Ông lao tâm khổ tứ cho đến lúc chết, để rồi đến hôm nay cũng chẳng ai nhớ đến ông Trọng với một gia tài đổ nát. Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Không những thế, những ngày cuối đời, đám đệ tử của ông Nguyễn Tấn Dũng còn chủ động xới lại bê bối Sibutra, khu đô thị Nam Thăng Long, liên quan đến tham nhũng hàng triệu USD của cố Tổng Bí thư Trọng và làm ngân sách nhà nước thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng. Bình thường ai cũng muốn tìm đến sự vui vẻ, thảnh thơi, hạnh phúc, nhưng ông Trọng vì cái danh hảo mà trở nên ích kỷ, nhỏ nhen với các đồng chí của mình, trong đó có ông bà Dũng. Nhưng ông Trọng không hề biết rằng mọi nỗ lực đánh đông dẹp bắc của ông đều vô ích, để rồi cuối cùng bị ông bà Dũng biến thành quân cờ cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin giải mã nụ cười bí ẩn của bà Dũng trong lễ tang của cố Tổng Bí thư Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Phải chăng công đầu cho sự thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm là của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Truyền thông nhà nước vào ngày 20 tháng 10 đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định thăng quân hàm cấp đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang và Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cường. Đồng thời, thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Doãn Anh, Phó
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đáng chú ý, việc tấn phong cấp tướng cho ba nhân vật kể trên được cho là hết sức vội vã, giống như ký chạy tang trước khi Chủ tịch nước Tô Lâm rời khỏi chức vụ nguyên thủ quốc gia cũng như vị trí thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Đặc biệt là trường hợp của ông Tô Lâm ký quyết định phong quân hàm đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, là một người đồng hương Hương Yên với ông, bất chấp các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Chỉ trong vòng hơn 2 năm, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, ông Lương Tam Quang đã được thăng cấp hàm từ trung tướng lên đại tướng, mặc dù theo quy định là phải ít nhất 4 năm. Công luận khẳng định đây rõ ràng là bằng chứng thể hiện lợi ích nhóm. Ngay cả số đông trong nội bộ của Đảng từ lâu nay vẫn đánh giá rằng đạo đức, tư cách và phẩm chất của ông Tô Lâm chưa đầy đủ để đảm trách chức vụ cao nhất trong Đảng. Một câu hỏi lâu nay công luận đặt ra là tại sao cựu Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm có một quyền lực vô đối đến như vậy? Trong khi ông Tô Lâm không phải là một trong những lựa chọn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mà kế nhiệm chức vụ Tổng Bí thư. Hơn nữa, ban lãnh đạo Bắc Kinh lâu nay vẫn nghi ngờ và không ủng hộ ông Tô Lâm, nhất là trong giai đoạn gần đây nhất. Vậy tại sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn hoành hành trong nội bộ Đảng như dỗ trốn không người, cho dù có đầy đủ các dấu hiệu cho thấy một bộ phận các tướng lĩnh quân đội phụ trách hệ thống tư tưởng chính trị và lý luận của Đảng đã công khai chống lại nỗ lực cải cách của ông Tô Lâm, mà vụ gắn ghép Đại học Fulbright Việt Nam âm mưu làm cách mạng màu là một minh chứng cho điều đó. Việc gần đây cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ 2006-2015 ông Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm thường xuyên trong các hội nghị quan trọng của lãnh đạo cấp cao khiến công luận vỡ òa. Từ đó có suy nghĩ cho rằng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong cái gọi là kế hoạch hậu Ba Dũng. Theo suy đoán kể trên, tất cả các ghế tứ trụ được cho là đều nằm trong tay các nhân vật thân tín của Ba Dũng, đó là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong khi đó, Bộ Công an đương nhiên thuộc quyền kiểm sát của ông Tô Lâm do các tay thân tín của ông nắm giữ. Cũng theo suy đoán, Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Phan Văn Giang cùng hàng loạt các tướng lĩnh thuộc khối tác chiến kiểm soát cũng được cho là người của ông Ba Dũng dày công thiết lập. Suy đoán và kể trên là căn cứ vào việc Thủ tướng Ba Dũng là người có ảnh hưởng rất lớn đối với quân đội trong thời gian trước Đại hội Đảng lần thứ 12, và sau khi về hưu, Ba Dũng vẫn còn giữ được một số hình ảnh và ảnh hưởng này trong quân đội. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương bất thường suy tôn ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư của Đảng có nhiều nghi vấn. Tại sao hội nghị không tiến hành tại Hội trường Trung ương Đảng mà lại tiến hành tại Hội trường chính của Bộ Quốc phòng? Đây là địa điểm không có hệ thống bỏ phiếu bấm nút điện tử, do đó bắt buộc phải bỏ phiếu bằng tay. Có nghi ngờ cho rằng Chủ tịch nước Tô Lâm hôm đó nếu không được Đại tướng Phan Văn Giang và khối tướng lĩnh tác chiến đồng tình ủng hộ thì thử hỏi Tô Lâm có dám liều lĩnh như thế hay không. Tóm lại, theo suy đoán, sự thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm cho đến nay một phần là nhờ công lao, sự bền bỉ cũng như tính toán chính xác của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin phải chăng công đầu cho sự thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm là của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.